Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 16 tháng 5 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm và động viên ngư dân Quảng Bình. Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ 18, nhiệm kỳ 2018-2023. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 16 tháng 5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 thể hiện rõ quyết tâm của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện từ diễn biến từ chuyển hóa trong nội bộ, đã đề ra 4 nhóm giải pháp. Trong đó, một trong những giải pháp quan trọng của nhóm giải pháp thứ nhất về công tác chính trị, tư tưởng, từ phê bình và phê bình là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua 2 năm triển khai thực hiện, chỉ thị 05 đã ngày càng đi vào đời sống xã hội, từng bước tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Đã và đang trở thành công việc tự giác thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị xã hội các cấp của nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, của người đứng đầu và đông đảo cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Từ việc thực hiện chỉ thị đã ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý báu, xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ, làm cho sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, cụ thể hơn. Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị, một số cấp ủy tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn chưa thực sự xem là công việc thường xuyên, vẫn còn nặng về hình thức. Tính quyết liệt, gương mẫu của cán bộ, đảng viên chưa có nhiều chuyển biến, công tác kiểm tra, đánh giá chưa được thường xuyên. Trên cơ sở phân tích kết quả và những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chỉ thị, hội nghị đã tập trung thảo luận và chia sẻ về những cách làm hay, đề ra giải pháp triển khai có hiệu quả hơn chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, để chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực, thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện chỉ thị, ý nghĩa vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng nền tảng văn hóa con người Việt Nam. Cấp ủy các cấp, lãnh đạo tổ chức thực hiện chỉ thị 05 phải gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về những cách làm hay, sáng tạo, những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác, tăng cường biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có sai phạm. Sáng nay ngày 16 tháng 5, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm và động viên ngư dân Quảng Bình. Cùng đi với đoàn công tác của Phó Thủ tướng về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới, Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và tặng quà cho gia đình ngư dân Nguyễn Công Lĩnh ở thôn Thanh Danh, thăm cơ sở sửa chữa đóng tàu Hoàng Xuân Hải và thăm tàu cá ngư dân Nguyễn Văn Chính.
tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình ngư dân Nguyễn Quốc Tuấn và ngư dân Nguyễn Văn Lãn ở thôn Bắc Phú. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Trương Hòa Bình đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, tình hình sản xuất và động viên bà con ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Như vậy là chờ thuyền viên thì mới đi đánh bắt được, phải không? Thì mất thu nhập chứ không phải là lỗ, phải không? Không phải là lỗ. Khi nào lỗ mà mình đi đánh bắt bỏ bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền ra, bán không được giá, tính ra thì mới là lỗ, phải không? Ở đây mình đâu có lỗ đâu, đây mình mất thu nhập là vì chưa tuyển được lao động, phải không ạ? Thì cố gắng tuyển lao động. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng bày tỏ phấn khởi trước những kết quả mà bà con ngư dân Quảng Bình đã đạt được trong khai thác thủy hải sản thời gian qua, nhất là trong việc chủ động vay vốn đóng tàu công suất lớn, ứng dụng công nghệ mới, đầu tư trang thiết bị hiện đại, thành lập các tổ hợp tác để hỗ trợ, giúp đỡ nhau khi hoạt động trên biển. Sau sự cố môi trường biển, tỉnh Quảng Bình đã và đang tăng cường hỗ trợ để ngư dân khôi phục và đẩy mạnh sản xuất. Nhiều ngư dân đã mạnh dạn đóng tàu công suất lớn để chuyển đổi sang khai thác xa bờ, tăng năng lực đánh bắt và hiệu quả khai thác, nên sản lượng thủy sản tăng khá so với cùng kỳ. Năm 2017, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt trên 71.000 tấn. 4 tháng đầu năm 2018, sản lượng thủy sản đạt gần 18.500 tấn, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Đến nay, Quảng Bình đã cơ bản hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển, theo quy định tại quyết định số 1880 và quyết định số 309 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác ổn định đời sống cho người dân được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả. Hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ thủy sản đã trở lại bình thường, du lịch phục hồi mạnh mẽ. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với phương châm hành động đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ 18, nhiệm kỳ 2018-2023 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Dự đại hội có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Dự đại hội còn có các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương trong tỉnh và 244 đại biểu đại diện cho hơn 54.000 đoàn viên người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trong nhiệm kỳ qua, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Các cấp công đoàn đã tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến đoàn viên, người lao động cũng như đưa ra các giải pháp kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh, góp phần ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương. Hiện nay, tình hình việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động cơ bản ổn định, tiền lương bình quân năm 2017 đạt 4,2 triệu đồng một người một tháng. Việc thực thi pháp luật lao động trong các doanh nghiệp có tiến bộ hơn trước. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động, xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. 5 năm qua, các cấp công đoàn đã huy động được số tiền trên 82 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động xã hội. Trong đó, đã hỗ trợ sửa chữa và xây mới trên 300 nhà ở cho hộ gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 8,5 tỷ đồng. Thăm hỏi trợ cấp, tặng quà cho các gia đình công nhân lao động nghèo, gia đình chính sách với số tiền trên 25 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, đã có hơn 32.000 đề tài, sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, làm lời cho kinh tế của tỉnh gần 26 tỷ đồng. 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 13, sự lãnh đạo của các ủy đảng, của chính quyền các cấp, các ngành, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn tỉnh đã đề ra. Hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng các đoàn viên và người lao động được chú trọng, quyền của đoàn viên và người lao động cơ bản được đảm bảo. Hoạt động tuyên truyền giáo dục được đa dạng với phương châm từ cơ sở để công nhân viên chức lao động trực tiếp sản xuất bằng nhiều việc làm thiết thực, đã hoạt động nhiều phong trào thi đua, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thiết thực hơn công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được quan tâm. Công tác tài chính công đoàn tạo được nguồn lực phục vụ cho đoàn viên và người lao động và hoạt động tổ chức công đoàn. Hoạt động kiểm tra giám sát được chú trọng, hoạt động nữ công có chuyển biến tích cực trong việc chăm lo bảo vệ quyền cho lao động nữ. Vị thế của tổ chức công đoàn ngày càng được nâng lên,
góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế mà Đại hội tỉnh Đảng bộ khóa 15-16 đã đề ra. Trên cơ sở phân tích những hạn chế, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của Công đoàn tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh. Thưa Đại hội, nhiệm kỳ 5 năm qua, phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh triển khai trong bối cảnh tình hình tỉnh nhà gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, trong năm 2016-2017, do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, thiên tai bão lụt đã tác động đến tâm trạng, tư tưởng, sản xuất, đời sống việc làm của nhân dân trong tỉnh. Trong đó có đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Công đoàn tỉnh nhà đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Những thành tựu mà tỉnh ta đạt được trong suốt thời gian qua có sự đóng góp rất tích cực và quan trọng của giai cấp công nhân, của người lao động và tổ chức công đoàn các cấp ở trong tỉnh. Trong quá trình hoạt động của mình, Công đoàn tỉnh đã tiếp tục khẳng định được vị thế, phát huy vai trò là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, đã chủ trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, từng bước khắc phục tính hành chính hóa trong hoạt động, tạo ra được những kết quả cụ thể, thiết thực, thu hút tập hợp ngày càng đông đảo công nhân, người lao động vào tổ chức công đoàn. Công đoàn tỉnh đã thể hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động, đã bám sát các chủ trương, nhiệm vụ của tỉnh, lựa chọn được các vấn đề trọng điểm và chủ đề hoạt động của từng năm sát đúng phù hợp, hướng trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở. Mặc dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhưng tình hình đoàn viên, người lao động ở trên địa bàn toàn tỉnh ổn định, không xảy ra đình công, lạm công, khiếu kiện, tụ tập đông người. Công đoàn tỉnh cũng đã tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục đoàn viên, công nhân, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động. Đồng thời đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những chủ trương, biện pháp cụ thể để xây dựng giai cấp công nhân tỉnh nhà ngày càng vững mạnh, số lượng và chất lượng được nâng lên so với trước đây. Công tác tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội ở các cấp công đoàn đã có những chuyển biến tích cực. Công tác giám sát và phản biện xã hội bước đầu được chú trọng. Các cấp công đoàn đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các chế độ chính sách liên quan đến người lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động tại các cơ quan doanh nghiệp. Điều đáng ghi nhận là các cấp công đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động xã hội, có nhiều đóng góp thiết thực trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, nhà nước về giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ giúp đỡ nhân dân, công nhân, người lao động gặp khó khăn do thiên tai hoạn nạn, và đã tổ chức các chương trình hoạt động mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc. Nhiều phong trào thi đua mới do Công đoàn tỉnh phát động và đã tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, tiêu biểu như các phong trào đoàn viên, người lao động thi đua làm theo lời Bác, gương mẫu thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, cán bộ công đoàn cơ sở giỏi gắn với phong trào thi đua dân vận khéo, các chương trình công đoàn đồng hành với học sinh vùng biển, công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp. Có thể nói đây là các phong trào đã thu hút được nhiều đoàn viên, người lao động tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tổ chức công đoàn các cấp cũng đã không ngừng được củng cố kiện toàn và phát triển, đã có nhiều cố gắng trong phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đồng thời đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và cờ thi đua xuất sắc. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiều lần tặng cờ thi đua, nhiều tập thể cá nhân trong hệ thống tổ chức công đoàn tỉnh được Đảng, Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý khác. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích của công đoàn tỉnh và toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động toàn tỉnh đã đạt được trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế mà các cấp công đoàn cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người lao động còn yếu. Nhiều nơi thiếu quan tâm, nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục có lúc chưa sát với thực tế. Thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp hiện nay còn thấp. Trình độ kỹ năng nghề nghiệp của một bộ phận lớn công nhân lao động đang còn hạn chế. Việc thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn là khâu yếu. Nhiều doanh nghiệp, công nhân lao động nhận thức về vai trò của tổ chức công đoàn còn giản đơn. Chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhiều nơi chưa tốt. Nhiều doanh nghiệp có tổ chức công đoàn nhưng hoạt động còn hình thức, chưa thực sự là chỗ dựa vững chắc cho người lao động. Công tác giám sát và phản biện xã hội của tổ chức công đoàn có một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Một bộ phận đội ngũ đoàn viên công đoàn là cán bộ, công chức trách nhiệm chưa tốt. Có một số nơi còn có biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu, khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, có một số nơi quản triệt chưa thật đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình đối với tổ chức công đoàn và phong trào công nhân tỉnh nhà trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp công đoàn Quảng Bình cần phải lưu ý trong thời gian tới. Nhiệm kỳ 2018-2023, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh ta có những thuận lợi cơ bản. Đất nước tiếp tục đổi mới, phát triển hội nhập sâu rộng. Đối với tỉnh ta, sau sự cố môi trường biển, tình hình các mặt từng bước ổn định, có những điều kiện mới để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Đây là điều kiện thuận lợi để đoàn viên, người lao động phát huy năng lực, sức sáng tạo trong lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, có cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống. Tuy nhiên, dự báo những năm tới, tình hình kinh tế trong nước và của tỉnh còn nhiều khó khăn thách thức. Yêu cầu hội nhập và phát triển ngày càng cao, tác động mặt trái của cơ chế thị trường, cạnh tranh về sản xuất kinh doanh ngày càng gay gắt, quan hệ lao động có xu hướng ngày càng phức tạp. Từ tình hình trên, đặt ra nhiều yêu cầu nhiệm vụ mới đối với công đoàn tỉnh. Báo cáo chính trị đã nêu các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm và các ý kiến phát biểu sáng hôm nay của các đại biểu tại đại hội đã thể hiện quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao. Sau đây tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề để đại hội thảo luận, xem xét nhằm tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ khóa mới. Vấn đề thứ nhất là các cấp công đoàn cần phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh, nhất là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phải thấm sâu vào từng cán bộ đoàn viên, công nhân lao động, qua đó để giúp cho công nhân lao động nâng cao được nhận thức về giai cấp, về Đảng, về tổ chức công đoàn. Đồng thời phải đẩy mạnh thường xuyên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhằm xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động có bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết trách nhiệm, có tác phong lao động công nghiệp, cần cù sáng tạo, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước. Các cấp công đoàn cần phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các doanh nghiệp quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng, tay nghề để có thể tiếp cận được những tiến bộ khoa học kỹ thuật và tri thức mới, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhằm để góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh nhà. Vấn đề thứ hai là công đoàn phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của công nhân, của người lao động và những mâu thuẫn nảy sinh ở cơ sở, chủ động phối hợp với lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các chủ doanh nghiệp để giải quyết những khó khăn vướng mắc, mâu thuẫn trong thực hiện các chính sách pháp luật về lao động, nhất là đối với những doanh nghiệp có đông công nhân và đông người lao động. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát để bảo vệ quyền lợi cho người lao động về chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động. Công đoàn phải thực sự làm tốt vai trò là người đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động,
chủ động tạo mọi điều kiện để công nhân, lao động có quyền chủ động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh và được hưởng lợi xứng đáng với những đóng góp của mình khi tham gia vào các công việc của doanh nghiệp. Các cấp công đoàn cần phải tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội, làm tốt hơn nữa việc giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên, người lao động nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, quan tâm kêu gọi, huy động các nguồn lực để xây dựng các thiết chế công đoàn như nhà trẻ, nhà văn hóa thể thao ở các khu công nghiệp trong tỉnh. Thứ ba là tiếp tục tập trung chỉ đạo tốt các chương trình phong trào thi đua, các cuộc vận động do công đoàn hoạt động, bảo đảm thiết thực và đi vào cuộc sống, động viên được đông đảo công nhân lao động phát huy quyền làm chủ, đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm ngành, địa phương và cơ sở. Đặc biệt là phải có những công trình địa chỉ cụ thể, khuyến khích được những điển hình tạo ra các sản phẩm cụ thể mà xã hội ghi nhận. Thứ tư là công đoàn các cấp cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy công nhân và người lao động làm đối tượng vận động tập hợp, lấy việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động để xây dựng được các mối quan hệ lao động một cách hài hòa, bền vững. Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn vững mạnh, nhất là ở cơ sở và trong các doanh nghiệp và các sở ban ngành, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên công nhân, người lao động. Đồng thời phải tiếp tục đẩy mạnh phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nhất là trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong một bối cảnh nước ta đang tham gia các hiệp định thương mại tự do, chủ động công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ công đoàn các cấp ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời phải phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là người đứng đầu, phải tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, nêu gương, từ đó định hướng, dẫn dắt, tạo sức lan tỏa rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động. Đồng thời phải thường xuyên quan tâm chăm lo việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn các cấp, nhất là công đoàn ở cấp cơ sở. Vấn đề thứ năm là công đoàn các cấp cần phải làm tốt công tác xây dựng đảng tại các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp của mình, đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phát triển đảng trong công nhân, lao động, giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp đảng viên từ những đoàn viên ưu tú của công đoàn và bổ sung cho đảng những cán bộ xuất sắc trưởng thành từ phong trào công nhân lao động và hoạt động của công đoàn. Nhân đây tôi đề nghị các cấp ủy và tổ chức đảng cần phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, thường xuyên chăm lo lãnh đạo phong trào công nhân và hoạt động của công đoàn, đồng thời phải lãnh đạo chính quyền, các ngành chuyên môn, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội phải phối hợp chặt chẽ với công đoàn trong các mặt công tác và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để công đoàn hoạt động có hiệu quả. Thưa tất cả các đồng chí, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của công đoàn tỉnh ta có yếu tố rất quan trọng là được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo giúp đỡ của đảng đoàn và tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Từ đại hội này, đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình xin gửi đến đảng đoàn và tổng liên đoàn lao động Việt Nam lời cảm ơn chân thành sâu sắc, đồng thời mong muốn trong thời gian sắp tới, nhất là trong nhiệm kỳ 2018-2023, công đoàn tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của đảng đoàn và tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Thưa đại hội, theo chương trình làm việc, đại hội có nhiệm vụ quan trọng đó là bầu ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ 12. Tôi đề nghị các đại biểu đại hội cần phải quán triệt sâu sắc chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác nhân sự, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ và sáng suốt lựa chọn những đồng chí xứng đáng để bầu vào ban chấp hành công đoàn tỉnh khóa mới, bảo đảm đủ tiêu chuẩn cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, có đủ năng lực thực thi những nhiệm vụ to lớn mà đại hội đề ra cho nhiệm kỳ khóa mới. Đại hội bầu đoàn đại biểu công đoàn tỉnh đi dự đại hội công đoàn Việt Nam phải thực sự là những đồng chí tiêu biểu có khả năng tham gia đóng góp tích cực cho sự thành công của đại hội toàn quốc. Thưa tất cả các đồng chí, với bản chất truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức công đoàn trên quê hương Quảng Bình hai giỏi, với khí thế của đại hội công đoàn tỉnh lần thứ 18, ban chấp hành đảng bộ tỉnh tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới, phong trào công nhân và tổ chức công đoàn tỉnh ta sẽ có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn và tiếp tục góp phần quan trọng cùng với đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 12 của đảng
và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Nhân dịp này, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư tỉnh ủy đã tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Công đoàn tỉnh Quảng Bình, đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Đây là niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn tỉnh Quảng Bình. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao cờ thi đua xuất sắc, dẫn đầu cùng khối cho công đoàn tỉnh Quảng Bình. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ rõ những thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Đồng chí yêu cầu các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện tổ chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tích cực chủ động tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, tiếp tục xây dựng đội ngũ đoàn viên, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có khả năng làm chủ công nghệ và tác phong công nghiệp. Xây dựng nguồn lực đủ mạnh để tổ chức công đoàn Việt Nam hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Với khẩu hiệu hành động, đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 17 trình tại đại hội, thông qua góp ý xây dựng báo cáo chính trị của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 11 và sửa đổi bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 11. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2018-2023, gồm 35 đồng chí. Ban chấp hành khóa 18 đã bầu Ban thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Lương Bình được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 18. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 7 đồng chí chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời thông qua nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ 18. Trước đó vào tối qua, ngày 15 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức phiên đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Bình với đại biểu dự đại hội và đại diện đoàn viên người lao động. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên đối thoại. Đây là lần đầu tiên Liên đoàn Lao động tỉnh đưa nội dung đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên và người lao động vào trong chương trình Đại hội Công đoàn tỉnh. Những câu hỏi được các đại biểu và người lao động đặt ra liên quan trực tiếp đến việc làm, đời sống, quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động, như các vấn đề tình hình thiếu nhà giữ trẻ, phòng học mầm non tại cả khu công nghiệp, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động còn hạn chế, nhất là lao động nông thôn, tình trạng nợ đồng, trốn đồng, chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động vẫn còn diễn ra, khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay hỗ trợ nhà ở cho người có thu nhập thấp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp thu, đồng thời yêu cầu các sở ban ngành liên quan trực tiếp trả lời các câu hỏi của đoàn viên và người lao động. Nhất là về lĩnh vực bảo hiểm xã hội y tế, rồi là bảo hiểm thất nghiệp cũng như là vấn đề thai sản cũng như là một số ốm đau, thì đồng chí giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh đã trả lời, và tôi đề nghị giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh đã có cái quyết tâm cái mạnh mẽ nữa để đảm bảo là không để xảy ra tình trạng là nợ bảo hiểm xã hội cũng như là bảo hiểm y tế và các cái chế độ chính sách khác để đảm bảo quyền lợi của nhân. Vấn đề thứ hai là về cái thiết chế văn hóa, mà cụ thể là cái nhà trẻ mẫu giáo ở chỗ khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới. Thực ra cái này thì về phía lãnh đạo tỉnh tôi là có chỉ đạo rồi, thế nhưng mà một số đơn vị dưới làm một chậm thôi. Đề nghị đồng chí giám đốc sở kế hoạch đầu tư để tham mưu ban tỉnh đưa một kế hoạch trung hạn từ năm nay 2018-2029. Vấn đề đào tạo nghề thì đấy là cái nội dung mà về phía tỉnh rất quan tâm, để kinh phí tỉnh có thể bỏ ra để mà đào tạo. Còn là cả trường á, là để tập trung để có những giáo viên dạy giỏi để mà dạy nghề cho nó chuẩn, và trong đó ưu tiên là du lịch. Ở tỉnh hiện nay tỉnh khuyến khích là con em của mình đi xuất khẩu lao động. Vừa rồi tỉnh là có chủ trương
là giao cho Sở Lao động Thương binh Xã hội là đề ra một chính sách mà ai đi xuất khẩu lao động là tiền cho thêm tiền. Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, nhiều câu hỏi của các đại biểu và người lao động đã được lãnh đạo tỉnh trả lời một cách cụ thể, thấu đáo. Buổi đối thoại đã tạo sự gần gũi giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp và người lao động. Đây là diễn đàn để lãnh đạo tỉnh, các sở ngành liên quan nắm bắt được những vấn đề nảy sinh trong thực tế lao động, sản xuất kinh doanh, lắng nghe được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn và người lao động để có chính sách phù hợp và có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Buổi đối thoại hôm nay là một trong những cái đột phá của Liên đoàn Lao động tỉnh đối với tập thể công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Có thể nói đây là một cái bước mà đối thoại để cho tất cả mọi người lao động có thể biết được, nắm bắt được và có thể là trao đổi cái tâm tư nguyện vọng của mình đối với lãnh đạo tỉnh để có thể được biết được, lãnh đạo tỉnh biết được là hiện tại thì anh em công nhân lao động đang cần cái gì, đang muốn như thế nào và sẽ được hỗ trợ cái gì. Riêng đối với cái buổi hôm nay thì đối với câu hỏi của tất cả các đại biểu đã đề cập và đã được các lãnh đạo các sở ban ngành và lãnh đạo tỉnh cũng như là Liên đoàn Lao động trả lời thì tôi cũng đánh giá rất là cao. Quá đó cũng là gợi mở ra được rất là nhiều điều liên quan đến các chế độ chính sách mà sắp tới sau đại hội này thì là được các sở ban ngành Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tham mưu cho tỉnh để thực hiện các chính sách có thể tốt đối với người lao động. Cái buổi đối thoại này thì rất là có ý nghĩa và mong muốn là sẽ những cái cuộc đối thoại này sẽ được mở rộng nhiều hơn trực tiếp đến cái người lao động và người công nhân. Phiên đối thoại nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả hơn, góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động trên địa bàn tỉnh. Chiều nay ngày 16 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức họp tiểu ban nội dung Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Ban chỉ đạo, trưởng tiểu ban nội dung chủ trì cuộc họp. Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình năm 2018 dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 7 năm 2018 với chủ đề Hợp tác và phát triển bền vững. Có 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Trước khi diễn ra hội nghị, Quảng Bình sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư như tổ chức hội nghị mini tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, xúc tiến đầu tư tại Singapore, Đan Mạch. Các sự kiện bên lề bao gồm chương trình tham quan du lịch, hội thảo hợp tác toàn diện về phát triển du lịch giữa các địa phương có di sản thế giới. Tại cuộc họp, các thành viên tiểu ban nội dung đã tập trung thảo luận về khung chương trình, kịch bản tổ chức, công tác thông tin truyền thông, thực hiện các video clip về 4 chủ đề du lịch và phát triển bền vững, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, đồng hành cùng phát triển, danh mục các dự án thu hút đầu tư, danh mục các dự án trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ ký tại hội nghị. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của các thành viên tiểu ban nội dung. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị rà soát lại toàn bộ nội dung để chuẩn bị tổ chức các hội nghị mini theo kế hoạch đã đề ra, hoàn thành các phóng sự giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, dự án thu hút đầu tư vào tỉnh, khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cho việc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018, đảm bảo trang trọng, chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo ấn tượng tốt đẹp cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước về quê hương và con người Quảng Bình. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Vườn thực vật đón hơn 5.000 lượt khách du lịch đến tham quan trải nghiệm. Phỏng vấn lãnh đạo Ban Tôn giáo Quảng Bình về hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây nghệ vàng, thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã phát triển mạnh việc trồng và chế biến nghệ. Hiện nay huyện Lệ Thủy trồng hơn 100 hectare nghệ, tập trung ở các xã vùng gò đồi như Mai Thủy, Trường Thủy, Phù Thủy, Văn Thủy, Thái Thủy, Dương Thủy, Tân Thủy. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăm sóc nên năng suất nghệ cao, ước đạt 14 tấn mỗi hectare. Với giá bán thị trường 7.000 đến 9.000 đồng 1 kg, mỗi hectare nghệ đã mang lại cho bà con nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng. Bên cạnh đó, do nhu cầu tiêu thụ ngày càng cao nên các cơ sở chế biến tinh bột nghệ trên địa bàn huyện đang đẩy mạnh sản xuất, tích cực thu mua củ nghệ từ người dân trong vùng. Trong những năm gần đây,
nhiều hộ dân trên địa bàn thị trấn Quý Đạt, huyện Minh Hóa đã mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây mợp đắng. Năm nay gia đình anh Đinh Văn Giáo tận dụng trên 400 mét vuông đất lúa hai vụ để trồng mợp đắng. Hiện nay trung bình mỗi ngày gia đình anh thu hoạch từ 30 đến 50 kg mợp đắng. Với giá thị trường hiện nay, sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu nhập khoảng 15 đến 17 triệu đồng, cao hơn so với trồng lúa và các loài hoa màu khác. Từ nhiều năm nay, nhờ trồng rau sạch mà gia đình bà Nguyễn Thị Lựu ở thôn Phù Lưu, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch đã có được nguồn thu nhập ổn định. Với diện tích hơn 1.000 mét vuông đất vườn nhà, gia đình bà Lựu đã cải tạo để trồng các loài rau ngắn ngày như bỉ đao, khoai lang, lạc, đậu bắp, xà lách. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, gia đình đã sử dụng các loài phân bón hữu cơ để trồng trọt. Trung bình mỗi ngày, vườn rau của gia đình cung ứng ra thị trường khoảng 100 kg rau các loại. Sau khi trừ chi phí, bà Lựu thu lãi từ 200 đến 300 ngàn đồng một ngày. Thưa quý vị và các bạn, được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp như thác gió, hồ Vàng Anh, rừng cây thuộc quý hiếm hàng trăm năm tuổi. Thời gian qua, vườn thực vật, điểm du lịch sinh thái thuộc vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã đón nhiều khách du lịch đến vui chơi thưởng ngoạn. Theo đó, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã bố trí các tuyến tham quan thuận lợi để du khách được chiêm ngưỡng các mẫu vật trưng bày, tìm hiểu động vật hoang dã, thế giới côn trùng, các loài thủy sinh, ngắm hoa phong lan, tắm suối. Từ đầu năm đến nay, vườn thực vật đã đón hơn 5.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm, trong đó có gần 4.500 lượt khách nước ngoài. Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng, xuất hiện hoạt động của các nhóm, tổ chức tự xưng là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Các đối tượng này thường tiếp cận, truyền đạo, rồi tiến tới vận động những người dân nhảy dạ cả tin và lôi kéo họ bỏ bê công việc, gia đình để đi theo con đường truyền đạo. Hoạt động này không chỉ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, tạo xung đột văn hóa mà còn gây bức xúc, hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân. Để giúp quý vị và các bạn nhận diện một cách rõ hơn về hoạt động này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã có cuộc trao đổi với ông Tô Ngọc Hồng, trưởng ban tôn giáo tỉnh Quảng Bình. Thưa ông, với tư cách là đơn vị quản lý nhà nước trong cái hoạt động lĩnh vực tôn giáo tại tỉnh Quảng Bình, thì xin ông hãy cho biết là cái hoạt động của Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ đã vi phạm những điều gì ạ? Trong thời gian gần đây, thì tại một số nơi trên địa bàn của tỉnh có cái phát sinh cái hoạt động gọi là Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, đã gây một cái dư luận không tốt và lo lắng trong cái quần chúng nhân dân. Thực chất thì hoạt động này chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, và các cái nội dung tuyên truyền thì trái với quy định của pháp luật. Và qua cái tổng hợp tình hình chúng trên địa bàn của tỉnh được biết, tức là một số cái đối tượng có liên quan đến cái Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ thông qua một số cái hình thức như nhân viên tiếp thị, rồi bán hàng mỹ phẩm, rồi tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí, vân vân, đã tìm cách lôi kéo cái người dân tham gia tụ tập đông người để sinh hoạt trái phép tại một số nhà dân và bỏ bê cái công việc. Một số cái hành vi thì là hiếu kính với cha mẹ, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam và gây cái bức xúc trong quần chúng nhân dân và đã làm ảnh hưởng đến cái đời sống của một bộ phận nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại một số cái địa bàn cơ sở. Vâng, vậy thì để kịp thời ngăn chặn các cái hoạt động trái phép, trái với cái thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội thì tỉnh Quảng Bình đã đề ra những cái giải pháp gì ạ? Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo, thì trong thời gian vừa qua chúng tôi đã phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng để tham mưu cho Ủy ban tỉnh có các cái văn bản chỉ đạo hướng dẫn các địa phương nhằm kịp thời để ngăn chặn và phát hiện đối với các cái hoạt động trái pháp luật này. Thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban tỉnh, rồi Ban Tôn giáo Chính phủ, thì hiện nay các cơ quan chức năng và các cái địa phương có liên quan, các cái tổ chức đoàn thể chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm vào cuộc một cách kịp thời và tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ cái bản chất của vấn đề, từ đó để tuyên truyền cho nhân dân không tin và không tham gia vào các hoạt động này. Đối với cộng đồng dân cư thì ông có lời khuyên gì đối với mọi người ạ? Nhà nước Việt Nam của chúng ta thì luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của mọi người theo cái hiến pháp và pháp luật, và nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm đến quyền tự do tín ngưỡng và xúc phạm đến thân thể, sức khỏe, tài sản, danh dự của nhân dân. Thì liên quan đến cái vấn đề này thì tôi mong muốn rằng, thứ nhất là đề nghị chính quyền, đặc biệt là ở cấp cơ sở, cần phải tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để bà con nhân dân của chúng ta hiểu
và nhận diện rõ bản chất của hoạt động này. Và thứ hai thì hơn ai hết là trách nhiệm của mỗi người dân cần phải hết sức cảnh giác, không nên tin theo những cái lời lẽ tuyên truyền trái pháp luật của một số đối tượng có liên quan, và phải thường xuyên nhắc nhở con em của mình, nhất là học sinh trong độ tuổi học sinh sinh viên. Và thứ ba, tức là khi có xảy ra cái hiện tượng này phát sinh ở cơ sở thì cũng mong muốn rằng bà con nhân dân phải kịp thời báo cáo với chính quyền, các cơ quan chức năng khi có cái hiện tượng trái pháp luật xảy ra, để từ đó kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật, nhằm góp phần làm cái ổn định tình hình ngay tại các địa bàn cơ sở. Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 16 ngày 17 tháng 5 năm 2018. Khu vực miền núi mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tổ lốc, sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, độ ẩm từ 45 đến 96%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tổ lốc, sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, độ ẩm từ 55 đến 93%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 52 đến 90%. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1 mét. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 5 năm 2018, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, độ ẩm từ 45 đến 98%.